Hoa Kỳ ngày 22 tháng 11 ban hành chế tài đối với Bộ trưởng Thông tin Iran Mohammad Javad Azeri Jahromi, một chiến thuật áp lực sau khi Tehran đóng mọi truy cập Internet để dễ khống chế các cuộc biểu tình phản đối giá nhiên liệu leo thang. Các quy định chế tài sẽ phong tỏa mọi tài sản của ông Mohammad Javad Azeri Jahromi nằm dưới quyền tài phán của Mỹ, theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết. Iran hôm 21 tháng 11 loan báo đã rút lại lệnh phong tỏa Internet. Lệnh này khiến người biểu tình không đăng tải được các thông điệp lên mạng xã hội, khó huy động sự hậu thuẫn, cũng như khó có được tin tức đáng tin cậy về quy mô của cuộc biểu tình.